Đáng lẽ năm nay á, mình cũng tham gia táo ở miền Nam, nhưng mà bởi vì cái lịch mình không sắp xếp được, cho nên là không biết vì một cái duyên hay là mình lại nhận lời tham gia táo miền Bắc. Và thực sự là cảm giác của Dạ khi mà diễn xong rồi mình vẫn còn rất là rung, rất là rung luôn, bởi vì cái lời thoại á, là những cái lời thoại mà không thể nào sai được, bởi vì đó là những cái dữ liệu đã có rồi, mình không thể nào mà đọc sai lệch được đó. Cái đó là một cái rất là khó đối với Dạ, bởi vì Dạ học thuộc lòng rất là dở. Và cái thứ khó thứ hai là mình phải thoại bằng giọng Bắc, mà từ trước đến nay thì khán giả đều biết là Mỹ Dạ là sống ở thành phố Hồ Chí Minh và nguyên quán ở Thừa Thiên Huế, cho nên là từ trước tới giờ thì khán giả chỉ thường nghe là Mỹ Dạ thoại bằng giọng miền Nam và giọng Huế thôi. Thế thì hôm nay thì khi mà đến với sân khấu của khi mà đến với chương trình Táo Quân thì mình thoại một cái giọng hoàn toàn khác, là giọng miền Bắc, và mình phải tập trung rất là nhiều, bởi vì cái giọng vùng miền chỉ cần sai một chữ thôi bản thân mình cũng cảm thấy rất là khó chịu, cho nên là Dạ phải tập đi tập lại vừa thuộc thoại và vừa phải thoại như thế nào cho thật là chuẩn xác cái giọng vùng miền. Một cái điều cực kỳ may mắn là Dạ được các anh chị hỗ trợ rất là nhiều luôn, và các anh chị dễ thương tới nỗi là bởi vì cái lịch của Dạ không thể nào sắp xếp bay ở đây tập từ những ngày đầu cùng với các anh chị được, cho nên là các anh chị lúc nào cũng Lâm với Dạ tới rồi em cứ thoại đi, muốn thoại khúc nào cũng được, anh chị sẽ hỗ trợ hết mình, khi nào thuộc thì thôi đó. Và khi mỗi lần mà diễn ấy, thí dụ mà cái gì nó chưa có tốt ấy, thì các anh chị đều góp ý cho Dạ để Dạ tốt hơn, và Dạ cảm thấy rất rất là biết ơn các anh chị nghệ sĩ ở ngoài Bắc. Nó là một cái vai diễn mà rất là khác so với tất cả những cái vai diễn từ trước tới giờ là Dạ được làm nghề ở miền Nam. Nó có rất là nhiều tính cách, nó là một con robot nhưng mà rất là nhiều tính cách ở trong đó. Và Dạ cũng có thêm một vài câu trend hiện tại của các bạn trẻ, và khi mà mình nói những cái câu trend đó ra thì được khán giả ủng hộ rất là nhiều, và cũng cảm thấy rất là thích về điều đó. Thực ra thì đối với Dạ khi mà nhận lời tham gia chương trình Táo Quân ở miền Bắc, đó là một thử thách rất là lớn, và bản thân mình cũng bị áp lực rất là nhiều. Bởi vì mình không biết là bởi vì bản thân mình biết là chương trình Táo Quân là chương trình được rất rất là nhiều người theo dõi vào dịp cuối năm. Đó là chương trình tổng kết hết những cái biến cố, những cái sự việc xảy ra trong một năm vừa qua. Cho nên là thật sự rất là áp lực, mà mình là nghệ sĩ miền Nam ra ngoài Bắc nữa tham gia thì mình càng áp lực với điều đó hơn nữa, bởi vì Dạ quen với cách diễn ở miền Nam rồi thì mình không biết là cái cách diễn của mình có phù hợp với người miền Bắc hay không, và có phù hợp với chương trình, đặc biệt là chương trình Táo Quân hay không. Bởi vì Dạ có tham gia chương trình Gala Cười rồi thì cái không khí nó hoàn toàn khác với chương trình Táo Quân rất là nhiều, và cái đối tượng khán giả cũng khác một chút xíu nữa, cho nên là mình cảm giác rất là áp lực. Và khi mà áp lực như vậy thì Dạ càng cố gắng tập trung hơn nữa để cho hoàn thành, để có thể hoàn thành tốt được cái vai trò của mình, cái vai diễn của mình trong chương trình Táo Quân. Hai đứa đây à?